Gì? Và Minh Tuấn. Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Come Out. Hôm nay em biết ai xuất hiện không nhỉ? Khách mời hôm nay rất là đặc biệt. Hôm nay dành giới thiệu luôn. Tại vì hôm nay chị biết khách mời bạn thân của chị cũng là người chị của chị. À thế. Nên hôm nay chị sẽ giới thiệu cái khách mời này ha. Vậy chị giới thiệu đi. Duy đang buồn muốn có một người bạn đi cà phê thôi. Ok, cà phê thì được nha. Chứ mà chơi bd là không thích. Như một gáo nước lạnh tạt vô mặt mình ấy. Cái gì cũng không như mình muốn cả. Đám cưới sau 2 tháng thì chồng chị đi tù. Vào cho xin mời quý vị khán giả gặp gỡ ca sĩ Lê Duy. Xin chào chị. Chào chị ạ. Chào em gái của chị Khánh Chi. Chị chào Minh Tuân. Dạ. À, Lê Duy chào khán giả xem chương trình Come Out. Duy tự giới thiệu, Duy là ca sĩ và make up Lê Duy. Hôm nay Duy rất là vui khi được tham gia chương trình Come Out. Chị có thường xem coi chương trình Come Out không? Chị xem rất là nhiều và rất là thích chương trình này. Xin phép hỏi chị á, câu chuyện khi mà mình còn bé đó, thì mình có cảm thấy mình khác biệt với những bạn khác không chị? Có em, chị nhớ lúc bắt đầu chị học lớp 1 á, thích lấy son của mẹ đánh nè, lén lén lấy quần áo của mẹ mặc. Và đặc biệt là mới có lớp 1 thôi là đã thích cái bạn ngồi kế bên á. Chắc bạn đó đẹp trai đúng không chị? Đẹp trai. Rồi mới lớp 1 mà biết đẹp trai rồi hả ta? Trời, lớp 1 biết rồi, biết rồi chứ. Biết, tại hồi đó chị học trễ 1 năm. Em có tin rằng là cả một cái lớp á chị không có nhớ tên ai hết. Đến bây giờ chị mỗi nhớ tên bạn đó thôi. Bạn đó tên gì vậy? Tên Kim. Chị đã cao lớn rồi đúng không? Mà cái bạn đó còn cao hơn chị luôn. Vậy hả? Ừ. Hay vậy là chị để ý bạn đó? Thật ra thì không phải là để ý đâu nhá. Mà giống như là đó là một cái là mình chỉ thấy thích thôi. Thấy gần gũi, mình cảm thấy thích đi chơi với nó, thích ngồi kế bên. Rồi sao cho hai người có tiến triển không? Hay là chị thích gì vậy thôi? Trời, đâu có biết gì đâu tiến triển. Mới lớp 1 rồi chị ơi. Hồi đó thì cái tuổi thơ của chị ấy, nó cũng khó khăn lắm. Tan học là chị lo, chị chạy về nhà để phụ mẹ nấu cơm với là trông em thôi, chứ đâu có thời gian đi chơi. Nhưng mà tuổi thơ của chị là ở dưới quê hay sao? Ở Tây Ninh. Chị ở Tây Ninh từ nhỏ luôn. Đúng rồi. Nhưng mà lúc đó chị biết cái giới tính chị là như vậy chưa? Chị cũng chưa có hiểu được cái giới tính. Bắt đầu bao nhiêu tuổi chị mới biết là giới tính chị là như vậy? Bắt đầu chị khoảng 12, 13 tuổi á. Khi nào chị hiểu được con người của mình rồi á, chị có thấy hoang mang không? Hay là chị dễ dàng chấp nhận nó? Không, hoang mang cực kỳ luôn. Dạ. Rất là hoang mang. Tại vì chị tự hỏi trong đầu chị á, chị là không biết bao nhiêu ngàn lần. Ủa, thế mình là cái gì? Mình là ai? Là tại vì mình thấy á, con trai thì thích con gái là thích con trai. Ủa, mình lại thích con trai, mình mà trong cái đó mình là con trai. Và cái thời điểm đó thì giới tính thứ ba thì nó chưa có phổ biến như bây giờ. Rồi nó cũng đâu có nhiều cái thông tin, mình chỉ thấy rằng mình bị lẻ loi. Nhưng mà chị khép kín, chị giấu gia đình chị luôn hay sao? Lúc đầu thì giấu, lúc còn nhỏ thì giấu. Khoảng bao nhiêu tuổi chị mới khơm ao chị kể thiệt gia đình chị nghe là chị như vậy? Kể thì chị cũng không có kể cho mẹ nghe, mà chị kể cho dì. Con không có thích con gái. Lúc đó cũng khoảng mười mấy gần 20 tuổi rồi đó. Chị nhớ cái thời điểm mà mỗi lần mà khách đến nhà, thật ra chị ngại lắm. Bạn của mẹ đến nhà hay hỏi chứ, ôi thằng này nó mau lớn quá, thằng này nó đẹp trai quá, nó có vợ chưa rồi. Cái câu đó chị rất là sợ nghe, ngại hỏi. Mẹ chị thì lúc đó không biết nói thiệt hay nói chơi, mẹ chị bảo là ôi nó bd mà vợ con gì. À, nói vậy luôn hả? Ồ, vậy chắc nên là mẹ nghi đó. Thì không, mẹ đã biết là con mình như vậy, nhưng mà chắc là mẹ từ trong đáy lòng thì không có muốn mình như vậy. Rồi khi mà chị come out với gia đình của chị á, thì phản ứng của mọi người như thế nào chị? Dì Út thì rất là thương, rất là thông cảm. Hình như là dì có nói lại với mẹ hay sao ấy. Thì mẹ nói là trời ơi, nói chung là mình đẻ ra nó, mình biết nó mà, mình thừa biết là như vậy rồi. Rồi khi mà mẹ nói vậy thì mọi thứ nó bình thường chị, hay là quan hệ hai mẹ con có cái gì đó hơi căng thẳng? Chị thì được may mắn một cái vấn đề là mẹ từ bé lớn chưa bao giờ có một ý kiến về giới tính của Duy. Miễn sao con vui là được, nhưng mà mẹ có buồn. Mọi người biết đến chị qua nhiều cái vai diễn từ rất là lâu rồi. Từ bao giờ chị bắt đầu bén duyên với lại cái nghề diễn chị? Cái hồi còn nhỏ đó, trước nhà chị nó có một cái sân vận động nhỏ nhỏ. Thì cái thời điểm đó là các đoàn cải lương hay về diễn. Chị đi xem cải lương thì thật ra chị rất là thích, rất là mê. Và lúc đó là trong đầu chị nghĩ rằng là mình lớn lên nhất định mình phải là diễn viên cải lương. Mẹ chị thì cấm. Chị nhớ mỗi lần mà chị đi xem cải lương về, mẹ chị đánh kinh khủng luôn. Trốn đi hả? Trốn đi, mẹ không cho, mẹ sợ đi rồi mê rồi đi luôn á. Chị nhớ ngày xưa mẹ chị chặt sẵn 3 cây roi để trước mặt chị. Tối nay con mà đi coi cải lương về là mẹ phải đánh con gãy 3 cây roi này mẹ cho đi ngủ. Chấp nhận. Có tiền mua vé vô hay là đi coi chùa? Toàn đi chui lộ. Đào hố chui vô phải không? Chị cũng mê cái lương lắm, chui trong mà với lại xin thấy người ta đi 2-3 người gia đình vô cái vô một cây chàng đi luôn vậy đó. Ủa rồi có giờ mình bị bắt lại mấy bắt lại gì?
Wow. Bắt quê cho bên đó chứ. Trời con xin lỗi, giờ đi ra. Hiểu không? Em hiểu không? Bao nhiêu năm là chị mới đi theo cái nghề đó? Đến mà gia đình chị, mẹ, chị, bà ngoại, tất cả mọi người cản không cho chị đi hát cái lương. Nhưng mà chị trốn nhà chị đi. Mẹ không biết đường nào mà tìm. Rồi đi theo đâu có làm cái gì, theo hầu người ta thôi. Hầu giặt quần áo cho mấy nghệ sĩ đâu đó. Rồi là xin lên làm quân sĩ. Ai mà bệnh thế dai là lên thế. Thuộc hết tuồng. Mà sao biết hát? Chị nghe mà chị thuộc tuồng hết luôn. Cái vai đầu tiên của chị mà hát cải lương là vai tiểu đồng trong tuồng Lục Dân Tiên. Rồi sau đó đến bao giờ chị mới trở thành một diễn viên cải lương nổi tiếng? Chuyên nghiệp. Thì cứ đi theo đoàn rồi xong rồi từ từ bắt đầu là cứ thế vai từ từ. Và cuối cùng là thành một diễn viên cải lương chuyên nghiệp. Thì đến lúc đó là chuyên nghiệp rồi thì mẹ coi như là bó tay. Đúng năm 18 tuổi á là đóng chính luôn đoàn cải lương Long An. Ủa chị, nãy giờ em không thấy chị chia sẻ về ba của mình. Thật ra ba chị mất sớm. Ba chị mất lúc chị mới có 5 tuổi à. Tại vì sao mà chị đang là một người diễn viên cải lương nổi tiếng mà chị lại đổi nghề? Chị hát ca nhạc nữa. Ba chị là một ca sĩ. Cái thời trước mẹ chị cũng là một ca sĩ. Không có nổi tiếng thôi. Thật ra trong người chị á, nó cái gen nó là ca sĩ. Cái người đầu tiên mà để chị nghe là anh Tuấn Vũ với là chị Hương Lan. Chính hai cái giọng hát đó đã khơi cho chị thấy rằng là à cái này cái là bộ môn mình mới thích. Chứ là ngày xưa á, là đoàn cải lương á, đến gần chỗ nhà mình hát rất nhiều, ít đoàn ca nhạc hơn. Đúng rồi, không có ca nhạc. Và sau này nữa là chị mê một người đó là chị Bảo Yến. Lúc đó là chị mê ca nhạc và chị sẵn sàng chị bỏ luôn cải lương luôn. Thì lúc đó chị mới quen Lâm Khánh Chi. Mấy tuổi chị bắt đầu chị đi hát ca nhạc? Lúc qua ca nhạc là mới có 21, 22 tuổi à. Rồi sao đi hát mấy năm trời với em, sao tự nhiên bỗng chốc là chị biến luôn, không thấy mặt chị đi hát nữa. Thì luôn chị đi đâu? Em không nhớ lúc cái thời gian mà chị đi hát mà chị học trang điểm. Chính chị Kim Khánh là cái người mà phát hiện ra là chị có năng khiếu về trang điểm. Học make up là giống như là một cái nghề tay trái. Rồi là chị ra Hà Nội luôn hả? Em có nhớ là cái thời điểm mà chị có một cái show đi Úc diễn không? Thì anh Minh Thuận nói là Duy ơi, em kỳ này em đi nước ngoài về, em ráng cố gắng dành tiền về, anh làm cho em một cái đĩa, một cái băng cassette. Ca sĩ thời đó mà để có một cái băng cassette rất là khó. Bao nhiêu niềm hy vọng ở cái chuyến đi Úc đó. Cuối cùng tất cả nghệ sĩ ra sân bay, đi vào phòng cách ly rồi mà cuối cùng cái đoàn ca nhạc của chị bị chặn lại không cho đi. Lý do chị biết lý do gì không? Hình như là giấy phép cục trục trặc. Một cái điều thất vọng vô cùng, quá buồn. Vậy là cái ước mơ có được một cái tan tành luôn. Ước mơ của chị nó tan tành luôn. Chị muốn bỏ nghề luôn. Chính vì vậy chị mới đi ra Hà Nội. Cứ nghĩ rằng là đi ra 1-2 năm thôi. Thì ai ngờ đâu đi ra đó thì lại ở đến 10 năm. Chị nhớ lúc đó chị đi tàu lửa. Hành lý thì chị có đúng một cái cốp trang điểm và một cái vali quần áo. Trong túi còn đúng 500.000. Mà chưa biết là ra đó sẽ tìm việc được hay không. Chơi vơi như vậy, chưa biết một cái gì hết. Rồi ra đó chị ở đâu? Ra đó thì chị có đúng một người bạn về nhà, bạn đó ở một thời gian ngắn và đi thử việc. Vừa vào một cái cửa hàng ngày xưa là áo cưới Thanh Hằng, rất là nổi tiếng ở Hà Nội. Thì vừa vào thử việc cái là bà chủ nhận luôn, tại vì lúc đó rất là đẹp trai. Mà người ta chuộng là cái người là đẹp trai. Chị ơi, em cảm giác là cái lý do chị ở lại Hà Nội 10 năm á, không phải chỉ liên quan đến công việc. Tình yêu. Ra ngoài đó gặp trai đẹp rồi. Ngày xưa là hai chị em là thích trai bác à. Gu với nhau, đúng không? Thật ra thì nó song song hai thứ. Đầu tiên ra thì vẫn đi hát buổi tối. Ở ngoài đó nó có một cái phòng trà. Ban ngày thì đi make up. Khi mà chị bước qua cái nghề make up nó rất là thuận lợi. Đúng một năm thôi nổi tiếng như cồn ở Hà Nội. Nhiều khi sáng ngày ra là cô dâu ngồi sắp lớp mười mấy 20 cô chờ đợi rồi. Làm tới chiều luôn. Mệt mỏi, lúc đó không thiết tha đi hát nữa. Và một cái phần chính á là mối tình đầu giống em. Em đoán đúng. Hai người gặp nhau như thế nào chị ha? Gặp anh ấy qua một người bạn. Cái người đó thật ra là bạn trai của bạn chị. Khi chị ra đó thì chị gặp lại cái người bạn của chị. Chị mới hỏi là ủa người yêu đâu? Thì cái người đó nói là ơ chia tay lâu rồi. Được, cái người đó mới hỏi chơi chứ cô có thích không, tôi làm may cho. Thật ra người đó thì rất là đẹp trai, giống như là diễn viên điện ảnh Giang Đông Jun mà của Hàn Quốc mà cái thời nổi tiếng đó. Cao 1m80. Người bạn chị mới cho số điện thoại, điện thoại bàn ở nhà. Điện thoại bàn. Người đó có biết chị, giống như có gặp một hai lần mà không có nói chuyện. Mới ra Hà Nội công nhận là buồn thật, nhớ nhà mà buồn lắm. Lúc đầu thì mình nghĩ là hay mình cứ điện thoại thử xem, nếu mà bạn ấy nhận lời đi uống cà phê với mình ấy, đi chơi thì có thêm một người bạn. Đánh liều gan mà lúc đó mình cũng nhát nhát nữa. Gọi cái alo hỏi ai vậy? Nói mình là Duy nè, nhớ không? Duy ca sĩ á. Nhớ rồi. Có gì không? Đó. Nói chuyện không có ngon nghe mà. Mình hơi thất vọng. Ủa mà hôm nay gọi có việc gì không? Thì Duy đang buồn muốn có một người bạn đi cà phê thôi. Ok cà phê thì được nha.
chứ mà chơi bê đê là không thích. Như một gáo nước lạnh tạt vô mặt mình. Nói thẳng như luôn. Ừ. Rồi như sao? Đơ. Chị đơ khoảng mấy giây. Chị mới nói là không, tại sao là tại sao bạn lại nói vậy? Ừ. Bạn đó đó thấy mình hơi quá đáng thì bảo là ok thôi, hôm nào gặp. Mấy hôm sau mình cũng lì, mình gọi thêm lần nữa. Gọi thêm lần nữa. Ừ. Tại đẹp trai quá, nghe nói đẹp trai quá đúng không? Đẹp lắm, rất là đẹp. Và lần thứ hai á, bạn đó cho mình leo cây. Ừ. Hẹn mà bắt mình đứng chờ 2 tiếng đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ vậy đó. Sao lúc đó mình khờ dễ sợ. Chỉ cần 15-20 phút không có là mình đi về đúng không? Mê trai đẹp. Em nghĩ chị có bỏ cuộc không? Gọi tiếp. Tiếp là sao? Cách bao nhiêu ngày mới gọi lại? Qua ngày mai gọi. Qua mai gọi liền, liền tan luôn. Nếu như bạn không thích gặp thì không sao. Thật ra tôi muốn có một người bạn ở ngoài Bắc này cho nó vui thôi, tôi ở Nam ra. Khi nó xin lỗi bảo là tại vì hôm qua có việc gì đó bận cho nên là đột xuất không ấy được. Và lần thứ ba là gặp nhau để uống cà phê. Lần sau gặp hai người gặp nhau cảm giác ban đầu như thế nào? Chị phải rất là bình tĩnh mà chị phải rất là cố gắng, phải gồng phải là giật tỏ tỏ ra này, mình là một cái người là cũng không có cần. Ừ. Hiểu không? Nhưng mà quá đẹp trai mà. Từ đó mỗi lần đi hẹn đi uống cà phê là không bao giờ cho mình leo cây nữa. Cứ đi cà phê với nhau, đi ăn đi uống đi cà phê với nhau. Đúng 6 tháng. Lúc đó làm gái chưa? Chưa, còn làm trai mà. Bỗng nhiên bữa đó chở mình đi vòng vòng hoài, không có đi về. Cái tự nhiên hỏi chứ, hỏi thiệt nha, Duy có bạn trai chưa? Nói chưa. Thiệt không? Thiệt mà, từ bữa giờ thì ở đây ra đi chơi với ông, không tôi có đi với ai đâu mà có bạn trai. Vậy bây giờ mình làm bạn trai Duy nha. Té xỉu. Ừ. Rồi sao? Rồi sao? Rồi chị nói trời sao? Trời, tim đập nhanh kinh khủng. Và không tin, tưởng nó đùa. Thôi đừng có đùa. Ừ. Duy không thích đùa đâu. Đùa mà Duy yêu thật là khổ. Ừ. Tự nhiên á, thò tay đằng sau nắm tay mình. Bắt ôm. Ừ. Tôi nói thật, nghiêm túc, không đùa. Rồi xong chở thẳng về nhà. Là vào đó là hai người ngủ với nhau? Đúng. Ngày đầu tiên hai người ngủ với nhau là cái đêm đó luôn? Đêm đó luôn. Có gì không? Có chứ chị ơi. Tàn nát. Muốn được con gái vào đó luôn hả? Rồi sang cái bữa đó là bắt đầu chính thức hai người yêu nhau. Yêu nhau luôn, qua ở luôn. Bạn nói bạn trai gạt đúng không? Trai thẳng gạt luôn. Là ngủ xong sáng là dọn đi luôn đó. Xác định là ở luôn, 4 năm. Rồi 4 năm đó là vẫn chưa làm gái? Chưa, như hai đứa con trai vậy đó. Mà phải nói là khi mà bạn đó yêu mình rồi thì bạn đó ghen mình kinh khủng luôn. Chưa bao giờ một người nào mà ghen. Bác ghen lắm. Chứ bác không yêu, thôi yêu là ghen kinh khủng. Nếu mà mình nói là đi tới giờ này về mà chưa về, mà về đi rồi biết là hửi khắp người luôn, xem có mùi nào khác không. Ghen cỡ đó đó. Vậy hả? Nhưng mà đến lúc mà bỏ mình một cái á, phải nói là mình không đỡ được luôn. Có nghĩa là mình không bao giờ mình nghĩ là bạn đó sẽ bỏ mình. Rồi có chuyện gì mà bạn đó bỏ chị? Chẳng có chuyện gì hết. Tự nhiên bạn đó nói là thôi mình chia tay, anh phải đi về lấy vợ. Thì bạn đó là con một. Thật ra trong cái thời gian mà sống với nhau thì bạn đó cũng rất là bị nhiều áp lực của gia đình. Bạn quá thương mình đi. Nhưng mà đến lúc bạn đó cần phải chọn giữa mình và gia đình, bạn nó sẽ chọn gia đình. Chị ơi, có phải cái cú sốc đấy nó dẫn đến cái việc chị đi chuyển giới không? Nó cũng có một phần. Lúc đó chị sụp đổ hoàn toàn. 4 năm trời mà hỏi như sao mà kiểu rất thương, thương quá trời thương. Chị khóc mà đến mức độ mà chị khóc mà không biết là mình có thể sống nổi hay không nếu mình xa người đó. Rồi nó có ảnh hưởng nhiều đến công việc hay cuộc sống của mình? Ảnh hưởng chứ, ảnh hưởng cả một cái công việc đến một cái cuộc sống của mình. Có giờ chị đang đi ngoài đường nhá, chị cũng khóc nữa. Tức là cứ nhớ đến người đó là khóc. Suốt 3 tháng, 4 tháng như vậy đó. Và lúc đó chị mới lao vào, coi như là không biết trời đất là gì, chỉ là chơi và không muốn làm nữa. Là buông xuôi á? Buông xuôi. Bao nhiêu lâu chị mới quên được anh ấy rồi chị mới hết buồn? Thật ra thì cũng phải vài năm mới quên được. Cái mà sụp đổ thì khoảng 3-4 tháng. Nhưng mà mình cũng phải tự cứu lấy mình. Nếu như mình cứ như thầy dạy hoài là mình sẽ không còn là mình nữa. Tự đứng dậy, mình phải đứng dậy, gạt hết nước mắt đi và mình sẽ làm lại từ đầu. Và cái ý nghĩ làm con gái của chị bắt đầu từ đó. Chị đã từng y chang vậy, yêu người đó 3 năm. Rồi cũng như vậy. Năm là hiểu, rất là hiểu được cái cảm xúc của chị Lưu Duy. Rồi sau đó bao nhiêu lâu chị bắt đầu chị mới có suy nghĩ làm gái trong đầu? Thì cũng nói chung là đấy là một cái cơ duyên thôi. Tình cờ Duy lại gặp hai người chuyển giới ở trong Nam mình ra Hải Phòng làm. Cái chuyện mà đi làm con gái nó thôi thúc nó rất là nhanh lắm. Đúng rồi. Lúc đó mình cảm thấy là mình phải làm con gái thôi. Dù mình làm con gái một ngày mình cũng phải làm. Là chị Duy đi làm con gái lúc năm đó bao nhiêu? Năm 2007. Trong thời điểm mà chị tiêm hormone chị lại yêu thêm một người nữa.
mối tình thứ hai. Mà người đó cũng đã thôi thúc chị đi làm con gái rất là nhiều, là vì người đó có một lời hứa: nếu như em đi làm gái gì anh sẽ đi cưới em. Anh có đưa chị đi qua bên Thái Lan làm không? Không, về giấy tờ anh chưa có hộ chiếu làm kịp á. Không cấp giấy mờ. Không đưa đi được. Một mình thân mình luôn. Đi một mình luôn. Rồi chị biết ai bên đó là sao? Chị biết bệnh viện chỗ nào mà chị làm mà chị đi một mình? Chị có một cái cạc á, cái cạc của bác sĩ á. Đi qua tới sân bay là chị lạc ngoài sân bay luôn. Chị lạc, chị đi bơ vơ giữa sân bay này. Lúc đó sắp khóc rồi, sợ rồi. Thì lại gặp một cái người quen ở Hà Nội. Người ta hay đi lấy hàng ở bên Thái. Đó, thì người đó mới đưa mình ra cổng. Đã vậy rồi đi taxi đến bệnh viện, mình cứ nghĩ rằng là taxi nó sẽ đổ ngay bệnh viện, chứ đâu phải là khi mà taxi nó đổ ngay cái đường đi bộ, và từ đường đi bộ đi tới cái chỗ bệnh viện nó một đoạn nữa. Thế xong mình bỏ mình xuống đó, mình không biết tiếng Anh luôn nữa, nó bỏ xuống đó xong mình ủa gì giờ bệnh viện đâu, không biết luôn, đứng bơ vơ vậy đó. Thì định lấy cái cạc đó ra hỏi người dân ở đó, tình cờ lại gặp một người bạn, anh Thắng Béo á. Anh Thắng Béo thì anh nói ơ sao mà em đi đâu đây, nói em đi chuyển giới. Trời, thiệt không? Tức là anh Thắng không, anh bị sốc là anh không nghĩ là Lê Duy sẽ đi chuyển giới. Cái vấn đề em chuyển giới hay không á, anh không có can thiệp, nhưng mà em đi một mình qua đây chuyển giới rất nguy hiểm, không ai chăm sóc em, cho nên thôi em đi về đi, khi nào có người chăm sóc em là em qua em làm. Và lúc đó Duy nghĩ rằng là không, đã qua đến đây thì phải làm con gái mới đi về, tại người yêu mình đang chờ mình ở nhà. Và một lời hứa là cưới. Đúng, mình phải làm. Một là mình chết ở bên Thái Lan cũng được, giống như mình cam lòng. Và hai là mình một thành một cô gái. Cái lúc đó nó mạnh mẽ, nó suy nghĩ nó mạnh mẽ vậy đấy. Anh thấy anh bó tay rồi, anh không cản em được. Thôi những ngày mà anh còn ở đây anh chăm sóc em. Anh Thắng còn ở có 3-4 ngày anh đi về thôi. Còn lại mười mấy 20 ngày mình phải tự lết đi. Tức là từ khách sạn đến bệnh viện nó khoảng 200m, 300m. Nhưng mà lúc đó mình rất là đau, và không có ai đẩy xe mình đi. Duy phải dịnh cái tường á, Duy đi từng bước một để đi tiêm thuốc mỗi ngày á. Trên đường về thì gặp cái gì là mua cái đó, mua cơm, mua này, mua kia, mua trái cây, mua nước, mua đồ, thách một đống đủ ăn trong một ngày đó, chứ đâu có ai chăm sóc mình đâu. Được cái cơn đau là chị vượt qua như thế nào? Chị có cái niềm là được làm con gái thì nó mới vượt qua được thôi. Nó nhức, nó đau, khóc một mình, bác sĩ cho thuốc nhiều lúc nó chỉ hết đau một chút xíu thôi. Thuốc không thể là mình xe được. Rồi chị ở bên đó tất cả bao nhiêu ngày chị mới về Việt Nam? Gần tháng á. Cái ngày về vẫn còn máu me, vẫn ra sân bay vẫn bị ra máu mà. Đã vậy về Việt Nam vẫn bị nhiễm trùng. Rồi anh, các anh người yêu đó đón chị? Đón ngay sân bay luôn. Rồi khi hai người gặp lại nhau á, thì anh để như thế nào chị ạ? Giữa một cái khoảnh khắc lúc mình còn là con trai, và khi mình bước về Việt Nam thành một con gái, cách cư xử của anh khác hẳn luôn. Chị cảm thấy rằng lúc đó chị chuyển giới là đúng. Tại vì lúc còn là con trai nhá, nhiều lúc đi ngoài đường mà lỡ nắm tay ổng giật tay ra. Mặc dù là chấp nhận sống với mình. Đúng rồi. Nhưng mà khi mà mình đã làm con gái rồi á, đi ra đường á, làm như ổng hãnh diện vậy đó. Nó khác. Nắm tay hơn bình thường. Đúng, nó khác hẳn. Thì mấy tháng sau là ổng đi cưới, gặp gia đình. Đầu tiên thì bố mẹ không có chịu. Bố mẹ nói trời ơi, nó không sinh con được thì làm thế nào? Ổng bảo chứ có sinh được. lừa bố mẹ. Lừa. Người ta đã làm được con gái rồi thì người ta sinh con được. Ông nói vậy đó. Cuối cùng bố mẹ vẫn chịu đi. Rồi bao nhiêu tháng là chính thức là đám cưới nhau luôn? 6 tháng sau á, mẹ chị bay từ ở trong Nam ra. Đám cưới chứng động mà. Hải Phòng là tắt đường đó. Hết. Đầu tiên. Đầu tiên rồi, đâu ai làm đâu, đâu tổ chức đâu. Mà cái khoảnh khắc mà chị ngồi trên cái xe ô tô mà được làm cô dâu á, chị cứ nhéo bắt đùi chị hoài vậy nè. Chị nhéo qua phải thật không phải giả. Mình không tin đây là sự thật mà mình không tin. Trời chắc hạnh phúc lắm vậy. Rồi cưới về làm sao nữa? Rồi cuộc sống như thế nào? Đúng là cái gì cũng không như mình muốn cả. Đám cưới sau 2 tháng thì chồng chị đi tù. Tại sao anh đi tù chị? Thật ra cái án đó là ổng đã gây từ lúc chưa quen mình. Ổng là người cuối cùng người ta bắt. Cái lúc đó chị cảm thấy rất là sợ hãi. Trong lúc sống nha, không kể gì hết. Không có kể gì hết, không có kể. Cái anh giấu luôn cái câu chuyện ngày xưa. Đúng. Mà cái án tù là 6 năm. Mỗi tháng là chị phải lên thăm tù. Suốt 2 năm như vậy. Đến một ngày thì là chị lại gặp một người nữa. Đối với anh đó thì mình nghĩ rằng là lúc đó chị xa ông xã thì giống như là một cái người, mình nghĩ là một cái người qua đường thôi, đỡ buồn thôi, chứ không nghĩ rằng là sẽ yêu người đó. Chị nghĩ rằng là cái người đi cưới chị mới là người là chồng chị. Nhưng mà không ngờ cái người đó gặp chị thì lại đem lòng yêu mình và đeo mình, cuối cùng cho bằng được, phải yêu cho bằng được. Và đúng 2 năm sau chị mới yêu người đó, và chị quyết định có sự lựa chọn là chọn anh đó luôn. Đúng. Chị ơi, rồi chị nói với chồng chị về cái chuyện này như nào? Lúc đó là chị được phép gọi điện vô rồi. Chị nói là em có người yêu, em yêu người khác rồi. Thì chồng chị mới nói rằng là chuyện đó anh đã xác định từ lâu. Là tại vì anh không có ở nhà mà
em đẹp như vậy chắc chắn là sẽ có người yêu em. Sao chị nghe quản giáo kể là hình như bỏ ăn mấy ngày. Khi mà chị báo tin ăn mùa. Rồi chị với người chồng sau này mình chung sống với nhau được lâu không chị ha? 10 năm. Nhưng mà bây giờ cũng đã chia tay rồi, anh ấy cũng đã có gia đình riêng 10 rồi. 10 năm anh là ở ngoài đó luôn hả chị? Ở đó 5 năm và vào Sài Gòn sống 5 năm. Bây giờ thật ra thì cái mối tình đó chị cũng không muốn nhắc lại làm gì. Nhưng mà em nghĩ là chị nhắc lại cái chuyện tình 10 năm này chắc em nghĩ chị rất là buồn đúng không? Buồn chứ em. Tới giờ chị vẫn còn buồn không? Cái nỗi buồn thì nó cũng vơi đi nhiều lắm rồi. Nếu bây giờ chị đã yêu một người nào đó thì chắc chắn chị sẽ quên. Nhưng mà hiện tại giờ thì cũng chưa yêu ai cả. Chưa yêu ai hết. Đúng. Nhưng mà chị với anh ấy chia tay đến nay được bao nhiêu lâu rồi? Gần một năm rồi đó. Gần một năm rồi mà chị vẫn chưa yêu ai hết. Chưa sẵn lòng để yêu một người nào. Mình chưa chính thức yêu nhau thôi. Nhưng mà ví dụ như chị có người thích chị hay là có mấy người? Nói chung là hai ba người. Như hai ba người đó chỉ là bạn thôi. Đang tìm hiểu đúng không? Tìm hiểu thôi. Cái người mà chị hơi có tình cảm chút xíu á thì là ở xa. Anh ở đâu mà xa chị? Cũng Bắc luôn. Thì sao chị chơi Bắc mà vậy chị? 4-5 người rồi. Chị đổi yêu trai Nam đi. Cho nó có một cái khẩu vị mới. Chị cũng muốn lắm á. Thật ra vậy nè. Chị hay không có muốn đi ra hay Bắc là ở. Tại vì chị còn nhớ cái người yêu 10 năm. Không phải. Năm nay chị mới quen trai Bắc. Không phải. Chắc là cái duyên. Như là cái gu thích trai Bắc. Không, bây giờ có anh trai Nam nào. Thật sự có anh trai Nam hợp nào mà hợp là cũng yêu đúng không? Hợp là cũng yêu. Mẹ chị bây giờ cũng lớn rồi. Chị cũng không muốn sống xa mẹ. Vậy thì đó, anh nào sẵn ở trong Nam nha, ngỏ lời nha. Chị ơi, sau nhiều lần mình đổ vỡ như vậy á, chị có cảm thấy mình dè dặt hơn hoặc là mình cầm chừng hơn trong tình cảm của mình? Đúng, đúng. Chính vì vậy mà một năm nay chị không có thể nào yêu ai được là như vậy. Trong cái chuyện tình cảm thì đôi lúc nó phải có cái xích mích chút xíu phải không? Nhưng mà nó vừa xích mích một tí là mình thấy là người này không được thôi, mình cho lui luôn. Mình bị cái ám ảnh cái cuộc tình đó. Có phải là chị nghĩ là rồi nó cũng không đến đâu đâu. Đúng chính xác đó, kiểu vậy đó. Cái người sống với mình 10 năm người ta còn bỏ mình, huống chi là cái người mới gặp mà rào cản cho mình tìm người yêu sau này á. Ngày xưa em nhìn chị, em nhìn chị hạnh phúc, em mới dám bước đi làm con gái. Và ngày xưa em đã chứng kiến, em thấy chị hạnh phúc 10 năm trời vậy. Và chị đã hướng dẫn cho chị cái chị rất là nhiều cách thức để làm cái như thế nào. Đến ngày hôm nay, cái chuyện tình chị 10 năm mà chia tay giờ thật sự ra là Khánh chị và chị đi dương rất là buồn. Và chị còn tin tình yêu bên nhau với mình mãi mãi không chị? Bây giờ nói tin ấy, nó cũng không phải, mà không tin nó cũng không phải. Thật ra trong cái chuyện tình yêu nó phải đó là duyên phận. Còn duyên thì hợp, hết duyên thì tan. Chuyện này mình nếu mà nói mình không tin vào tình yêu thì mình quá bi quan. Có những cái chị tuyệt vọng nhưng mà chị nhìn vào tình yêu của em, nó cũng là một cái động lực để cho chị tìm một cái tình yêu sau này. Chị nghĩ rằng cuộc sống á, mình vui ngày nào hay ngày đó. Mình hạnh phúc được lúc nào thì hay lúc đó thôi. Kể cả một cái người bình thường, một trai gái bình thường đi nữa, nó cũng không chắc chắn 100% đó là tình yêu bền bỉ được. Rồi cái ước mơ tương lai của chị dự định sắp tới như thế nào? Tương lai của chị thì chị nghĩ đến công việc nhiều hơn. Có nhiều sản phẩm hát để đưa lên YouTube để cho có nhiều khán giả biết đến mình. Rất là mơ ước chị có một cái kênh YouTube riêng để chị chia sẻ những cái cuộc sống. Tức là ngoài cái ca nhạc ra, ngoài cái những cái clip ca nhạc của mình, thì ví dụ như là make up nè, chị làm nghề make up, chia sẻ những cái lúc mà chị nấu ăn, các món ăn mà chị thường nấu ngon đó. Còn cái chuyện tình cảm á, thì chị nghĩ nó hãy để nó tự nhiên. Và chị muốn truyền thông điệp gì đến với tất cả mọi người không? Các bạn cứ mạnh mẽ, hãy sống thật với mình. Mỗi một hoàn cảnh đều có một cái sóng gió riêng hết. Mình tiếp nhận vào cái hoàn cảnh đó như thế nào thôi, chứ đừng có bi quan trong cuộc sống. Sau cơn mưa cũng trời cũng là sẽ là sáng thôi. Em thay mặt chương trình chúc chị sau cơn mưa trời sẽ là sáng. Và chúc chị được nhiều khán giả yêu mến chị nè. Và chị thực hiện được cái kênh riêng YouTube của chị. Đặc biệt là em chúc chị gặp được một người yêu chị tha thiết và dìu dắt chị đi hết quãng đời còn lại này. Cảm ơn em. Em cảm ơn chị hôm nay đã đến với chương trình và chia sẻ rất là nhiều câu chuyện trong cuộc sống của mình. Và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Xin mời quý vị hãy đón xem chương trình Come Out Bước Ra Ánh Sáng được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng thứ hai hàng tuần trên kênh YouTube của MCV Media và cổng thông tin Mnet Buzz. Tất cả mọi thắc mắc sẽ được giải đáp ở fanpage Come Out Bước Ra Ánh Sáng. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.